18 cảnh trời thuộc cõi sắc. Bên trên cõi dục có cõi sắc, gọi tên như vậy vì chúng sinh trong cõi này chỉ có thân thể mang hình sắc, nhưng không có ái dục nam nữ. Từ dưới tính lên có cả thảy là 18 cảnh trời, tuần tự kể ra như sau. 1. Cảnh trời phạm chúng, phạm chúng thiên. 2. Cảnh trời phạm phụ, phạm phụ thiên. 3. Cảnh trời đại phạm, đại phạm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời sơ thiền, sơ thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian một kiếp cũng đều bị nạn lửa hủy hoại. 4. Cảnh trời thiểu quang, thiểu quang thiên. 5. Cảnh trời vô lượng quang, vô lượng quang thiên. 6. Cảnh trời quang âm, quang âm thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời nhị thiền, nhị thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 7 kiếp đều sẽ bị nạn hồng thủy quỷ hoại. 7. Cảnh trời thiểu tịnh, thiểu tịnh thiên. 8. Cảnh trời vô lượng tịnh, vô lượng tịnh thiên. 9. Cảnh trời biến tịnh, biến tịnh thiên. Ba cảnh trời này đều gọi chung là các cảnh trời tam thiền, tam thiền thiên. Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 64 kiếp đều sẽ bị nạn gió quỷ hoại. 10. Cảnh trời phước sanh, phúc sanh thiên. 11. Cảnh trời phước ái, phúc ái thiên. 12. Cảnh trời quảng quả, quảng quả thiên. 13. Cảnh trời vô tưởng, vô tưởng thiên. Bốn cảnh trời này cho đến cảnh trời sắc cứu cánh sẽ nói bên dưới, cộng chung là 9 cảnh trời, đều gọi chung là cảnh trời tứ thiền, tứ thiền thiên, không còn bị các nạn lửa, nước và gió, gọi chung là tam tai, làm hại được nữa. 14. Cảnh trời vô phiền thiên. 15. Cảnh trời vô nhiệt thiên. 16. Cảnh trời thiền kiến thiên. 17. Cảnh trời thiền hiện thiên. 18. Cảnh trời sắc cứu cánh thiên. Năm cảnh trời này cũng được gọi chung là năm cảnh trời bất hoàng, ngũ bất hoàng thiên. 18 cảnh trời như trên, chư thiên ở đó đều tu tập phạm hạnh thanh tịnh cùng các pháp thiền định phước lạc, chỉ là mức độ nhiều ít sâu cạn không giống nhau. Lời bàn: bên trên cảnh giới sắc cứu cánh là cảnh trời ma hê thủ la, uy quyền cao nhất, là chủ tể cai quản thế giới ta bà này, thống nhiếp cả thảy vạn ức chư thiên cảnh trời tha quá, vạn ức chư thiên cảnh trời quá lạc, vạn ức chư thiên cảnh trời đau xuất, vạn ức chư thiên cảnh trời dạ ma, vạn ức chư thiên cảnh trời đau lợi, vạn ức chư thiên cảnh trời tứ dương, vạn ức các vị nhật thiên tử, vạn ức các vị nguyệt thiên tử. Nhưng chư thiên trong cõi dục đều không được nghe biết đến danh hiệu, không được nhìn thấy hình tướng. Bốn cảnh trời thuộc cõi vô sắc. Bên trên cõi sắc lại có bốn cảnh trời. Một là cảnh trời không vô biên. Hai là cảnh trời thức vô biên. Ba là cảnh trời vô sở hữu. Bốn là cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng. Chư thiên ở các cảnh trời này chỉ thọ hưởng kết quả do tu các pháp thiền định vô sắc, không còn nghiệp quả có hình sắc, nên gọi chung là cõi vô sắc. Lời bàn: cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng là cao nhất trong ba cõi. Chư thiên ở đó có tuổi thọ đến 84.000 đại kiếp, nhưng thảy đều chưa thấu rõ được chân tâm sáng suốt màu nhiệm, nên một khi phước trời đã hết vẫn phải trở lại lưu chuyển trong luân hồi. Nếu nhìn từ góc độ nhà Phật thì đó vẫn là hàng phàm phu chưa giải thoát ra khỏi thế gian, nhưng là thượng giới, trung giới và hạ giới, không giống như tam giới hay ba cõi trong kinh Phật. Phụ đính hai mục vấn đáp. Một, vì sao có nhiều cảnh trời? Hỏi, nói về trời, đó là danh xưng của bậc Chí Tôn, không ai bằng được mới có thể gọi là trời. Làm sao lại có nhiều loại danh xưng, hình sắc khác nhau như thế? Đáp, con người cũng được xem là linh giác trong vạn vật. Lẽ nào chỉ có thể gọi chung là người mà không phân biệt kẻ hiền, người ngu, kẻ cao quý, người hạ tiện? Trong kinh dạy rằng,
giữ tròn năm giới thì được sinh trong cõi người, tu mười thiện nghiệp thì được sinh lên cõi trời. Tuy nhiên, trong việc làm theo năm giới với mười thiện nghiệp là cũng có những mức độ nhiều ít sâu cạn khác nhau. Cho nên trong cõi người, phước đức của mỗi người cũng không giống nhau. Chư thiên trong các cảnh trời cũng vậy, phước đức của mỗi vị cũng không giống nhau. 2. Sự phân chia phàm thánh ở các cảnh trời. Hỏi: trong 28 cảnh trời đã kể trên, cảnh trời nào là phàm, cảnh trời nào là thánh? Đáp: có 2 cảnh trời thuộc về phàm, 5 cảnh trời thuộc về thánh, còn lại 21 cảnh trời khác đều là chỗ phàm thánh cùng cư trú. 2 cảnh trời thuộc về phàm là cảnh trời Đại Phạm Thiên thuộc Sơ Thiện Thiên và cảnh trời Vô Tưởng thuộc Tứ Thiện Thiên. Vì sao như vậy? Vì ở cảnh trời Đại Phạm, Đại Phạm Thiên Vương không hề biết rằng tất cả chúng sinh trong 6 đường. 6 đường bao gồm 3 đường lành là cõi người, cõi Atula và cõi trời. 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thảy đều là do nghiệp đã tạo mà phải lưu chuyển sinh tử. Lại tự cho rằng mình là cao quý, chỉ có chính mình mới có khả năng kiến tạo ra hết thảy trời đất, người, vật. Do đó mà sinh khởi tà kiến. Còn ở cảnh trời vô tưởng, chư thiên ở đó toàn là những kẻ ngoại đạo, trước đây tu tập pháp định vô tưởng mà sinh về đó, được hưởng quả báo 500 kiếp, tâm thức rỗng không, không có tư tưởng gì, rồi tự cho đó là niết bàn. Chư thiên cảnh trời này sau khi thọ hết quả báo sẽ khởi sinh tà kiến, rồi sinh vào địa ngục. 5 cảnh trời thuộc về các bậc thánh nằm trên cảnh trời quan quả, bao gồm các cảnh trời vô nhiệt, vô thiền, thiền kiến, thiền hiện và sắc cứu cánh, được gọi chung là ngũ tịnh cư thiên hay ngũ bất hoạn thiên. Chư thiên ở 5 cảnh trời này đều là các vị thánh đã chứng đắc thánh quả thứ 3 là quả vị A-na-hàm mới được sinh về. Ngoài 7 cảnh trời kể trên, còn lại 21 cảnh trời khác đều là nơi có đủ 2 bậc phàm thánh. Có thể suy ra mà biết đều là do được hưởng phước báo từ việc tu tập nghiệp lành trong 2 cõi trời người. Do đó mà ta có lời dạy người. Giảng rộng: 2 chữ do đó nếu xét theo ý nghĩa trước đó là do chưa từng bạo ngược với dân, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa ngăn ngừa điều ác, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc ác quyết không làm ở gần cuối bài. Lại nếu xét theo ý nghĩa của 6 câu kể từ cứu người khi nguy nan, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa khuyến khích điều lành, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc lành xin dâng theo. Đế quân sở dĩ thương mà dạy dỗ nhắc lại nhiều lần như thế vì hy vọng rằng chúng ta đều là những con người có thể hối cải. Nhưng liệu chúng ta có quả thật không có gì phải hổ thẹn với lòng chăng? Mạnh Tử nói: không có lòng trắc ẩn thì không phải là người, không có tâm hổ thẹn ghét bỏ điều ác, khiêm cung nhường nhịn cũng không phải là người. Theo đó mà nói thì làm người quả thật khó. Muôn vật đều gồm đủ, con người thật đáng tôn trọng, có thể xưng đế xưng vương, con người cao quý thay, sinh ra không vật mang theo, chết đi vẫn hoàng tay trắng, con người cùng khổ thay. Món ngon vật lạ qua miệng rồi đều thành phẩn dơ hôi thối, con người nhơ nhớp thấp hèn thay. Ai cũng từng ở trong bào thai rồi từ đó sinh ra, con người kém cỏi thay. Ăn uống hết thảy muôn loài trên cạn dưới nước, con người tàn nhẫn thay. Bên ngoài trang sức lụa là xinh đẹp, trong lòng ẩn giấu tên độc gươm sắc, con người xảo trá thay. Gia đình thân quyến ràng buộc sai sử, con người thật như nô dịch. Chỉ hướng vào thân thể hạn hẹp này mà nhận đó là nhà, con người nhỏ bé thay. Dưới ánh mặt trời thì rõ ràng nhân nghĩa, đêm tối ám muội thì việc xấu xa nào cũng không từ, con người thật đáng hổ thẹn thay. Sống ngày nay không chắc chắn được ngày mai, con người thật mong manh thay. Thở ra không hẹn thở vào, con người thật yếu đuối thay. Luận A Tỳ Đàm nói chữ người có 8 nghĩa. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp dạy rằng người trong cõi Diêm Phù Đề nhiều chủng loại khác biệt nhau, cả thảy có 6.400 chủng loại.
Thế thì chữ người đó nào phải dễ nhận hiểu đâu. Các thuyết về con người. Con người từ cảnh trời Quan Âm đến. Kinh Khởi Thế Nhân Bản. Kinh Khởi Thế Nhân Bản được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 1, kinh số 25, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch sang Hán ngữ vào đời Tùy. Xem từ dòng thứ 6, trang 413, tờ B của quyển 9. Đoạn này không trích nguyên văn kinh, chỉ viết lại và có lấy thêm ý cuối từ kinh Đại Lâu Tháng, quyển 6, dòng 14, trang 308, tờ A. Vậy rằng, vào thuở ban đầu của kiếp này, tất cả con người đều từ cảnh trời Quan Âm giáng xuống, có thể bay lượn trên không trung, không từ bụng mẹ sinh ra. Từ khi biết dùng lúa gạo làm thức ăn, con người mới bắt đầu có gân cốt xương tủy, phân chia thành hình thể nam nữ khác nhau. Từ đó mà khởi sinh ái dục. Lời bàn: giống loài con người từ một cảnh trời thuộc cõi sắc mà ra. Cảnh trời Quan Âm là cảnh trời thứ 6 từ dưới lên thuộc cõi sắc. Nên khi tạo tác, các hình tượng thiên thần đều phỏng theo như hình người. Con người từ bốn đại mà sinh ra. Vạn vật ở thế gian bất quá không ra ngoài bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong. Nên con người là do khí chất của bốn đại ấy mà thành hình. Xương thịt là từ địa đại. Các chất dịch như nước mắt, nước mũi, đàm giải là từ thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại. Mọi sự vận dụng là từ phong đại. Thật ra, sự phân chia tất cả các yếu tố bao gồm trong sự vật thành bốn đại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ta có thể hiểu như địa đại tượng trưng cho tất cả các chất rắn, thủy đại tượng trưng cho tất cả các chất lỏng, độ ẩm, hỏa đại tượng trưng cho nhiệt độ, nhiệt năng và phong đại tượng trưng cho sự vận động, lưu chuyển. Lời bàn: luận theo ngũ hành. Thuyết ngũ hành của Nho giáo và Đạo giáo bao gồm 5 yếu tố là kim tức kim loại, mộc tức cây gỗ, thủy tức nước, hỏa tức lửa và thổ tức đất. Thì có thêm 2 yếu tố là kim, kim loại và mộc, cây gỗ mà không đề cập đến phong đại. Riêng địa đại có thể hiểu là bao gồm cả kim và mộc, nhưng thiếu phong đại thì không thể có sự vận động. Ví như có dùng ngũ tạng phối với ngũ hành thì ngoài ngũ tạng còn có thân xác. Quả ra có vẻ như tương phản, thiếu căn cứ thuyết phục. Vì thế, thuyết ngũ hành đã bị thuyết tứ đại đánh đổ. Con người là một trong bốn cách sinh ra thuộc sáu đường. Bốn cách sinh ra bao gồm thai sinh ra từ bào thai, noãn sinh ra từ trứng, thấp sinh ra từ môi trường ẩm ướt và hóa sinh ra từ sự biến hóa. Con người thuộc về loại thai sinh. Sáu đường bao gồm các cảnh giới trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cảnh giới con người được xếp thứ 2 trong số đó. Lời bàn: con người vốn không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ thuộc loại thai sinh. Lại cũng không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ sinh ra làm người, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy mới sinh làm người. Dù mang tên họ thế này thế khác, chẳng qua chỉ là tạm thời trong cõi thế. Dù cung trời hay địa ngục, chẳng qua cũng chỉ là chốn đương thân trong một kiếp phù du ngắn ngủi như chớp mắt mà thôi. Con người có 10 thời kỳ. Sách Pháp Uyển Châu Lâm. Xem Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53, kinh số 2122, quyển 5, bắt đầu từ dòng 5, trang 307, tờ B. Nói rằng, con người có 10 thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ hình thành màng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ tám là thời kỳ niên thiếu.
Thứ 9 là thời kỳ thanh niên cường tráng. Thứ 10 là thời kỳ già yếu. Thật ra, sách Pháp Uyển Châu Lâm đã trích lại toàn bộ đoạn này từ kinh Đại Bát Niết Bàn, bản dịch Hán văn của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 38, phẩm thứ 12, Bồ Tát Ca Diếp, phần 6. Xem nguyên bản trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 12, kinh số 374, bắt đầu từ dòng 16, trang 588, tờ B. Xem bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Binh Tiến, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2009, tập 7, quyển 38, trang 173 đến 174. Lời bàn. Năm thời kỳ trước là nói các giai đoạn còn ở trong bào thai. Năm thời kỳ sau là nói giai đoạn từ sau khi ra khỏi bào thai. Hình dạng mặt người giống như hình dạng cõi đất. Kinh Khởi Thế Nhân Bản. Kinh Khởi Thế Nhân Bản đã dẫn chú trên. Xem đoạn trích này từ dòng thứ 24, trang 366, tờ B của quyển 1. Nói rằng, cõi Nam Di Phù Đề rộng 7.000 do tuần, hướng Bắc mở rộng, hướng Nam hẹp lại. Vì thế, khuôn mặt con người ở cõi ấy cũng có hình thể tương tự như hình dạng cõi đất. Lời bàn, địa hình Châu Bắc Câu Lô có hình vuông nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng vuông vắn. Châu Đông Thắng Thần có địa hình tròn nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng tròn trịa. Châu Tây Ngưu Bá có địa hình như nửa mặt trăng nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng phát triển to lớn ở phần trên não mà bên dưới nhỏ hẹp lại. Do đó suy rộng ra, như chim đậu trên cây, lông cánh hình giống cây. Thú đi trên cỏ, lông trên thân giống như cỏ. Đây cũng có thể xem là ứng dụng cái học cách vật của Nho Gia. Chú giải của soạn giả. Người có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, căn và trần đối nhau mà khởi sinh thức từ đó. Lời bàn, cùng là sáu căn đó, khi kẻ phàm phu sử dụng thì khởi sinh thành sáu tình. Sáu tình khởi sinh từ sáu căn, thành nhãn tình, nhĩ tình, vân vân. Sáu nhập, sáu cảm thọ, sáu ái nhiễm, ấy là sáu tinh vật. Nhưng với hàng Bồ Tát thì đó là sáu thần thông, chẳng đủ để hiểu ra việc chư thiên thấy nước là lưu ly, còn ngạ quỷ thấy nước là máu mủ, vốn cũng là một lẽ như vậy đó sao? Làm người nên học giáo pháp 12 nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, vô minh duyên nơi hành. Vô minh chỉ những phiền não si ám từ đời trước. Duyên chỉ những nhân tố do đó mà sanh ra. Hành là những nghiệp đã tạo, chỉ cho các nhân ngu si hôn ám từ đời trước, do đó mà tạo nghiệp. Chú giải của soạn giả. Hành duyên nơi thức. Thức ở đây chỉ vọng niệm vừa sinh khởi lúc ban đầu, muốn vào thai mẹ. Chú giải của soạn giả. Thức duyên nơi danh sắc. Danh sắc ở đây chỉ sau khi vào thai mẹ, các căn bắt đầu hình thành. Chú giải của soạn giả. Danh sắc duyên nơi sáu nhập. Khi đã có sáu căn, về sau tất nhiên phải nhập với sáu trần, do đó mà gọi là sáu nhập. Chú giải của soạn giả. Sáu nhập duyên nơi xúc. Ở đây chỉ vào độ tuổi lên ba, lên bốn, khi tiếp xúc với các trần còn chưa biết gì nên chỉ gọi là xúc. Chú giải của soạn giả. Xúc duyên nơi thọ. Ở đây chỉ thời kỳ khoảng 5-6 tuổi đến 12-13 tuổi, đã có khả năng thọ nhận, thâu nạp các trần cảnh vào tâm thức. Chú giải của soạn giả. Thọ duyên nơi ái. Ở đây chỉ từ độ tuổi 14-15 cho đến 18-19 tuổi, do tham muốn chạy theo âm thanh, hình sắc mà khởi tâm ái nhiễm. Chú giải của soạn giả. Ái duyên nơi thủ. Ở đây chỉ từ sau độ tuổi 20, tham dục càng mạnh mẽ,
nên chạy đuổi mong cầu nơi trần cảnh không lúc nào ngừng. Chú giải của soạn giả: thủ duyên nơi hữu. Ba cõi tức tam giới cũng được gọi là ba cảnh có, tam hữu, vì đời này đã có cảnh giới thiện ác, nhất định đời sau phải có sinh tử. Chú giải của soạn giả: hữu duyên nơi sinh. Đây muốn nói là trong tương lai nhất định lại phải tái sinh trong sáu đường. Chú giải của soạn giả: sinh duyên nơi già, chết khổ não buồn đau. Đây chỉ trong đời sống vị lai, rồi cũng phải chịu cảnh già chết. Chú giải của soạn giả: vô minh diệt, ắt hành phải diệt, hành diệt ắt thức phải diệt, thức diệt ắt danh sắc phải diệt, danh sắc diệt ắt sáu nhập phải diệt, sáu nhập diệt ắt xúc phải diệt, xúc diệt ắt thọ phải diệt, thọ diệt ắt ái phải diệt, ái diệt ắt thủ phải diệt, thủ diệt ắt hữu phải diệt, hữu diệt ắt sinh phải diệt, sinh diệt ắt già chết khổ não buồn đau phải diệt. Tuy nguyên bản nói là trích từ kinh Pháp Hoa, nhưng chính xác là đoạn này được trích từ Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 9, kinh số 264. Kinh này có tổng cộng 7 quyển, do các ngài Xà Na Quật Đa và Cấp Đa cùng dịch. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 2, trang 159, tờ C của Nguyễn Ba. Lời bàn: chỉ biết rằng thân này do mẹ sinh ra, mà không biết cha cũng góp phần, ấy là trẻ con. Chỉ biết rằng thân này do cha mẹ trời đất sinh ra, mà không biết còn do nghiệp duyên đời trước, ấy là kẻ dung tục tầm thường. Tôi hết sức phản đối thuyết trời sinh thánh nhân. Nếu quả trời có thể sinh được thánh nhân, ắt phải thường sinh thánh nhân. Như trời đã sinh vua Nghiêu, vua Thuấn, tại sao còn sinh vua Kiệt, vua Trụ? Nếu trời không ngăn được việc vua Kiệt, vua Trụ sinh ra, thì cũng không thể quyết định việc vua Nghiêu, vua Thuấn ra đời. Thế thì làm sao nói rằng trời có thể sinh ra người? Có những kẻ cứ thêm thề thiếp, cầu khẩn nhiều nơi mà vẫn không có con. Lại có những kẻ chưa kịp cưới sinh, quan hệ bừa bãi, trong lòng chỉ sợ có thai, nhưng rồi vẫn cứ có thai. Xem đó thì biết, vì sinh con không chỉ là riêng do cha mẹ mà thành. Tuổi thọ con người xưa nay có khác biệt. Trong kinh nói rằng, vào thời tăng kiếp, khởi đầu tuổi thọ trung bình của con người được 10 năm. Sau đó cứ trải qua 100 năm, thì tuổi thọ lại tăng thêm được 1 năm. Cứ như vậy tăng mãi, cho đến khi tuổi thọ con người đạt đến 84.000 năm thì dừng. Từ đó về sau, cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại giảm đi 1 năm. Cứ như vậy giảm mãi, cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm là thấp nhất. Khi tuổi thọ trung bình của con người là 10 năm, lại bắt đầu tăng dần như trước. Sự biến đổi tăng giảm này cũng giống như trong năm, có những lúc ngày dài đêm ngắn, lại có những lúc ngày ngắn đêm dài. Cứ như vậy mà tuần hoàn mãi không dứt. Ở đây không nói rõ là kinh nào, nhưng chúng tôi tìm thấy nội dung tương tự trong sách Phật Tổ Thống Kỷ do ngài Chí Bàn soạn vào đời Tống, tại trang 299, tờ A, quyển 30. Sách này có tổng cộng 54 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 49, kinh số 2035. Lời bàn: Đức Thích Ca Như Lai ra đời vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 100 năm. Nên vào đời vua Thành Khang, rất nhiều người sống thọ đến gần 100 tuổi, như Vũ Dương thọ 93 tuổi, Văn Dương thọ đến 97 tuổi. Thời Đường Ngu trước Văn Dương hơn ngàn năm, nên tuổi thọ tăng hơn 10 năm. Theo đây mà xét thì chúng ta đang ở trong giai đoạn tuổi thọ giảm dần. Nên vua Vũ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ đến 117 tuổi. Đế Khốc trị vì đến 70 năm. Như vậy, có thể đoán là tuổi thọ cũng rất cao. Chuyên Húc trị vì đến 78 năm, so với Đế Khốc còn cao hơn. Thiếu Hạo trị vì 84 năm, so với Chuyên Húc lại cao hơn nữa. Hoàng đế trị vì 100 năm, so với Thiếu Hạo là tuổi thọ phải cao hơn. Diêm đế
ở ngôi đến 140 năm, so với hoàng đế lại càng cao hơn nhiều. Từ đó suy ra trước thời Phục Hưng có Kỷ Nhân Đề, Kỷ Tuần Phỉ, Kỷ Tự Mệnh, vân vân. Các tên Kỷ ở đây thuộc về 10 Kỷ, Thập Kỷ. Theo truyền thuyết từ thời cổ đại, thì từ khi trời đất mới hình thành, nhân hoàng giữ ngôi trị dân, cho đến năm thứ 14 triều Lỗ Ai Công vào đời Xuân Thu, tức 480 trước Công Nguyên, cộng cả thảy là 2.760.000 năm, phân chia thành 10 kỷ, bao gồm các kỷ mang tên Cửu Đầu, Ngũ Long, Nhiếp Đề, Hợp Lạc, Liên Thông, Tự Mệnh, Tuần Phỉ, Nhân Đề, Thần Thông, Sớ Cật. Trở ngược đến thời Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là vị vua thứ ba trong truyền thuyết Trung Hoa. Trước ông là Địa Hoàng thứ hai và Thiên Hoàng thứ nhất. Trị dân chẳng biết đã mấy mươi vạn năm qua, nên anh em Nhân Hoàng có 9 người. Cộng chung cả triều đại truyền đến 45.600 năm. Trở ngược đến thời Địa Hoàng rồi Thiên Hoàng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm, nên cả hai vị ấy đều có tuổi thọ đến 18.000 năm. Những điều trên đều được truyền lại trong sử sách, có thể khảo chứng rõ ràng. Các nhà nho đời sau thấy nói về tuổi thọ ngày xưa đến mấy vạn năm cho là hoang đường, liền hết sức nỗ lực chỉnh sửa, loại bỏ đi những điều như thế. Quả thật là kiến thức quá hẹp hòi.